rất nhiều khán giả quyến mộ cậu Năm ngày hôm nay mọi người ơi. Quá đông luôn rồi, ai dở trận rồi. Hồi nãy có một hai đồng cũng nó vô bán ra rồi đó, sẽ đông nữa đúng không? À, đâu biết đâu. Không bao giờ nghỉ ngơi nha cô chú chị. Chị Hồng Đẹp ở thôn Bốt Thánh Thôn, Korea là Bốt Thánh Thôn. Bây giờ thì em sẽ không nói chuyện nữa, em sẽ quay cái cận cảnh để mọi người thấy được tại một con năm như thế nào nha. Nói chuyện nhiều quá thì cũng đau họng. Ông Năm cầu xin sức khỏe bình an nha mọi người. Đó, đây là anh cũng dắt theo con ảnh đó nè. Đó, dễ thương không? Cầu quyến ông Năm. Đây đó nè. Đó. Rất là nhiều khán giả ngày hôm nay. Xung quanh thì bà con viếng mộ xong, bà con thắp hương xong, bà con ngồi trò chuyện. Như gia đình ở bên Dầu Tiếng thấy cái chị đội nón mà trắng trắng đó. Đó. Rồi, YouTube chạy cố định xin số Zalo luôn. Giờ là em không có bình luận gì trên video nữa, em sẽ để video này để cho mọi người quan sát được tại mộ cậu Năm như thế nào ha. Thời điểm bây giờ rất là đông, rất là đông luôn. Ở phía bên kia nữa cũng thấy. Cái ngoài xe đậu nó bị gì điện, nó bị chạm điện. Mới sửa bây giờ nó lây rồi cô chú.
Dạ, nó lên rồi, nó lên rồi. À, phía ngoài quá đông mọi người ơi. Trời ơi, khán giả ở nhà có gần đây không con? Khán giả ở Đắk Nông xuống kìa. Trời ơi, quá đông luôn. Quá đông luôn hả? Trời ơi. Quá trời đông luôn kìa. Đó, mọi người thấy xe đậu kìa, xách bịch trái cây kìa. Mọi người thấy không? Đó, có khán giả này nè. Đó, mọi người thấy không? Là nó xách nguyên một bịch trái cây luôn. Ngang luôn. Ở ngoài đây là kẹt xe luôn rồi. Đó, mọi người thấy không? Đây là tấm lòng của khán giả yêu mến cậu Năm nè. Đó, mọi người thấy nè, đi hai xe luôn nè. À, thành phố Hồ Chí Minh xuống mọi người ơi. Biển số thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, đã xe đậu một dọc luôn nè, mọi người thấy không? Giờ em sẽ quay cho mọi người xem ha. Đó. Đó, rất là nhiều xe luôn nè. Đây nè, mọi người thấy nè. Đó, quẹo vào. Đó. Xe chạy cũng kinh luôn. Không biết cho một cậu cho một nặng biết à. Đi cho một là trong này nè. Quay lại bên đây nha cô chú. Tại mộ cậu Năm hiện tại bây giờ là rất là đông nha mọi người. À, quá đông luôn. Quá đông xe và vào quyến mộ cậu Năm luôn. Đó. Quá đông. Đó là quá lịch sử luôn. Chiều nay, hôm nay. Và rồi em sẽ quay một vòng nữa em sẽ kết thúc cái video thôi mọi người ha. Mọi người xem thì cho em xin một like, một đăng ký nha. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Mọi người xem mà cho em xin một cái like, một chia sẻ nha.